7. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ vợ chồng chị Đỗ Thị Ý, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Ấn Độ. Xin chào chị Ý. Xin chào Ngọc Ánh, xin chào quý vị khán giả. Xin chào Việt Nam. Xin chào, hi, how are you? Can you tell me something about yourself? Okay, my name is Paritosh. Young man, your work. Okay, my name is Paritosh Shetty, and I'm from south of India and from a city called Bangalore. And I've lived my whole life over here, studied. I've done my BBM and the MBA in hotel administration and business entertainment. And we, as a family, we run a hospital. We have coffee estates. We have we've started a new venture, which is a wedding destination and resort. In the next 3 months, we are getting into one of India's biggest brew park, where you get different types of craft beers and different types of food, Japanese, Indian, Italian, Brazilian. So this is what I do, a little lot of different businesses. Oh wow, it sounds like a really really big business. Well, different and small. Can I ask how did you guys met together? Oh yeah, I can làm sao mà chị Ý và anh gặp nhau được không ạ? Chị Ý có thể trả lời giùm anh được không? Okay, I answer the question. Năm 2019 á, anh du lịch Đà Nẵng, Việt Nam. Và năm nào anh cũng chọn một bờ biển ở một đất nước nào đó anh du lịch. Anh rất là yêu thích lặng biển. Và năm 2019 anh chọn Đà Nẵng cho một chuyến nghỉ của mình, kỳ nghỉ của mình. Và anh transit ở Hồ Chí Minh đúng một đêm thôi và quẹt trúng chị trên tên Tinder, app Tinder, app hẹn hò. Wow, rồi sao có duyên quá vậy? Nhưng mà lúc đầu anh nhắn tin chị không có trả lời, tại vì lúc đầu chị cũng không có ấn tượng tốt với người Ấn Độ, đàn ông đến Ấn Độ. Từ trước đến giờ mình nghe rất là nhiều thông tin xấu hoặc là nguy hiểm với phụ nữ ở đất nước Ấn Độ, cho nên chị không có trả lời. Dạ đúng rồi, thật ra em cũng vậy nha, không biết là chị ấy như thế nào, nhưng mà em cũng kiểu như mình cũng có một cái ấn tượng xấu, tại vì những cái thông tin mà mình đọc á thường là những cái thông tin rất là tiêu cực. Đúng rồi. Cho nên đối với em nha, đối với em mà nói về người Ấn Độ thì mình cũng hơi có sợ sợ một chút xíu, nhưng mà em nghĩ thì không phải là ai cũng giống nhau, và người Ấn Độ thì không phải người nào cũng xấu, đúng không chị? Đúng rồi, chị nghĩ là ở bất cứ đâu, ở bất cứ đất nước nào cũng có người tốt và người chưa tốt hết á. Cho nên khi mà về Ấn Độ, anh vẫn... Dạ, chị nói tiếp đi, chị nói tiếp đi. Khi mà về Ấn Độ thì anh vẫn tiếp tục nhắn tin với chị. Và khi anh hỏi tới câu là có phải bạn không thích người Ấn Độ hay không, thì chị vì lịch sự chị trả lời là tôi không quan trọng bạn đến từ đâu, bạn quốc tịch gì và màu da gì. Tôi đang tìm kiếm một người chân thành, nghiêm túc để đi đến hôn nhân. Và anh nói anh cũng đang tìm kiếm một người nghiêm túc để đi đến hôn nhân. Thế là tụi chị bắt đầu nói chuyện với nhau hàng ngày. Wow, trời ơi, em nghe mà em thấy nổi da gà. Nó dễ thương quá chị. Nó rất là dễ thương. It's really cute. It's so lovely. I feel romantic to hear your thank you story. So much. Khi mà chị nói chuyện với anh, càng lúc chị càng nói chuyện với anh nhiều, thì ấn tượng của chị về người đàn ông này như thế nào? Lúc đầu tiếng Anh của chị không có tốt, chỉ có nhắn tin và đọc được thôi. Khi mà anh gọi video call, chị không có hiểu được tiếng Anh của anh. Nhưng mà theo cái cảm nhận, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh trên video, chị đã cảm thấy là người đàn ông này nhìn được. Và chị có linh cảm, đây là sẽ là người chồng của mình, nhìn phúc hậu, nhìn tốt. Và cái gu của chị không thích đẹp trai. Cho nên là chị chấm ảnh ngay từ đằng ngày đầu tiên nhìn thấy trên video luôn, hai người gọi video với nhau luôn. Trời, chấm người ta mà không thèm nói chuyện người ta mấy ngày đầu. Kỳ cục. Nhưng mà lúc đầu kỳ cục anh quá. Nhưng mà lúc đầu anh rất là dè chừng với chị nha, chưa có cởi mở. Chị không biết anh làm cái gì hết. Anh chỉ nói là anh kinh doanh, anh là một người đơn giản, một người
không giàu cũng không nghèo, làm chỉ đủ để lo cho gia đình một cuộc sống đơn giản. Đó, nó nói là anh mập, anh đen, anh già vậy đó, em có chịu anh không? Vậy thì bây giờ em hỏi anh nha. So, what's your impression about her? What is first impression about your wife? Well, my first impression is, honestly, we couldn't communicate much in the beginning. But later when we started communicating to each other and started asking what we wanted. So the best part I found about her is she's honest. She's simple. She's beautiful at heart. These are the small things that you look in a lady, and not everything is not what it looks on the face. So I found her, she was very honest and very caring and very down to earth. These were the best qualities of her. Before you met her, do you know something about Vietnamese women? No, not exactly. Do you read? Not exactly, but I see that I've traveled a lot around the world, from Europe to this one, and I keep traveling on my scuba diving trip. So I've met a lot of people from different countries in this one. But Vietnam and India have a lot of similarities. Like you were colonized by the French, we were colonized by the British. You had a war for 30 years, we had a war for 200 years. So there were a lot of qualities that match this one. Yeah, we had the language problem, but rest of it was easy for me to understand. And I also heard Vietnamese women are very faithful. Yes. I'm really happy when I hear you say a thing like that. So why in the first time you didn't tell her much about yourself? No, I did tell everything about myself, because I keep myself very simple. I don't like to complicate things. I'm very truthful. I have told her about my past, everything. I was also a divorcee, and so I had explained everything about my life. And then I asked her, if you want to come and see India and see how you feel over here, if you're comfortable over here, then we'll take this relation further. Otherwise, it was like nice meeting you and over with. So we met, then we became comfortable. It took us two and a half years to get together because of the COVID. In that we learned about each other, we started understanding each other's languages. So there are a lot of things that played a part where we finally said, yes, we want to get married to each other. Wow, so that means you are learning Vietnamese right now? She is teaching. No, I'm more of a cook, not much of a talker. So I'm learning a lot of cooking in Vietnamese. Anh có thể ăn được rất là nhiều món Việt Nam. Việt Nam ngon mà chị. Đúng rồi, anh rất là thích. Em thấy là đa phần Việt Nam chả anh ăn. Rất là nhiều người nước ngoài thích món ăn Việt Nam nha. Đúng rồi. Món ăn Việt Nam mình dễ ăn nè, phong phú nè, lại được chế biến rất là nhiều loại gia vị hấp dẫn nữa. Cho nên em thấy em đi đâu, ví dụ như có giới thiệu những món cho những người bạn nước ngoài của em ăn những món Việt Nam thì họ đều rất là thích. Cho em hỏi nha, thì anh chị, khi mà chị nghe anh nói vậy thì lý do tại sao mà chị quyết định là chị sẽ gặp anh, và lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở đâu? Lúc đầu chỉ nói chuyện sau một tuần thôi là anh đã đề nghị là hai người lên kế hoạch gặp nhau. Thì chị vẫn muốn là anh sang Việt Nam gặp chị trước, mặc dù là anh mới từ Việt Nam về, anh mới du lịch Việt Nam về. Anh cũng đồng ý, nhưng mà anh nói anh quá bận, chỉ qua được 3-4 ngày thôi. Thì chị nghĩ là 3-4 ngày mình không thể tìm hiểu được cái gì hết. Thì anh nói là bạn cũng có thể đến Ấn Độ thăm tôi trước. Mà chị không có một chút do dự gì, không hiểu sao chị rất tin vào linh cảm của mình, chị rất tin vào người đàn ông này. Cho nên chị đã đồng ý và anh đã đặt vé làm visa cho chị. Và sau đúng một tháng quen nhau là chị có mặt ở Ấn Độ.
Trời ơi chị gan quá vậy. Ai cũng Chị nói gan chị, ghê luôn, ai đi cũng theo nói tiết chị, mục rất nhiều ghê luôn. ai cũng nói chị sao mà liều quá vậy. She's a brave. Yeah, she's a brave. Yeah, she's very brave. Không, nhưng mà em cũng rất là... Yeah, I like it. I like it so much. Nhưng mà em rất thích nha, tại vì em nghĩ là phụ nữ mình luôn có một cái linh cảm, luôn có một cái tiếng nói trong trái tim của mình mách bảo, và mình biết là cái gì đúng và cái người đàn ông này xứng đáng để mình làm cái điều đó đó chị. Chị thấy vậy đúng không? Từ trước đến giờ chị luôn sống theo trái tim của mình, ít khi sống lý trí lắm, chị sống kiểu bản năng lắm. Rồi hả, yêu lúc nào cũng như chị như là yêu lần đầu vậy đó, lúc nào cũng mãnh liệt như yêu lần đầu vậy đó, nên một mình dám qua Ấn Độ một mình là như vậy. Trời ơi chị gan quá thiệt sự luôn á, mặc dù em rất là ủng hộ quyết định của chị nha, nhờ có cái quyết định đó mà bây giờ chị mới có được một cái happy ending rất là tuyệt vời như vậy. Nhưng mà nếu mà em cái hành trình đó của em thì em vẫn hơi hơi sợ sợ chút xíu nha. À, được biết là lúc trước có công việc hiện tại, công việc ở Việt Nam của chị là làm điều dưỡng đúng không ạ? Đúng rồi, chị làm điều dưỡng ở trung tâm y tế dự phòng quận 5. Dạ, thì sau đó thì quyết định là bây giờ đi theo chồng và qua sống, sinh sống và làm việc ở Ấn Độ luôn. Thì đối với chị cái đó có khó khăn gì khi mà quyết định bỏ thành phố Hồ Chí Minh đi không? Tại vì em nha, em theo em cái ý kiến cá nhân của em, không phải cái sao ta, cái quan điểm cá nhân của em thì em rất là yêu Việt Nam và em rất là yêu công việc của em. Mà để bây giờ em thường nếu như em có bạn trai người nước ngoài thì em sẽ kéo ảnh về Việt Nam bằng mọi cách. Tại vì em không muốn thay đổi môi trường sống, em không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của em. Nhưng mà em thấy chị lại quyết định ngược lại, là chị quyết định là đi theo ảnh, là đi qua làm việc, sinh sống ở Ấn Độ. Vậy thì có thay đổi, có đây là có phải một cái quyết định khó khăn của chị không? Không hề luôn. Lúc đầu á, ngày trước chị cũng có suy nghĩ như em, chị yêu Sài Gòn, chị yêu Việt Nam lắm. Chị nói không bao giờ chị muốn đi đâu cả, có lấy chồng Việt Kiều hay nước ngoài chị cũng vẫn muốn sống ở Sài Gòn. Nhưng mà theo chị nghĩ chắc là chưa gặp đúng người, chưa đúng thời điểm, thì chị suy nghĩ vậy. Nhưng mà khi gặp anh chồng chị bây giờ, chị không có một cái do dự gì hết. Ngay từ đầu mới nói chuyện, anh cũng hỏi chị là công việc của anh ở đây, gia đình của anh ở đây, anh sẽ không thể đi ra nước ngoài hoặc đến Việt Nam sống với chị được, thì bạn có sẵn sàng sang Ấn Độ định cư hay không? Chị nói sẵn sàng luôn. Chị nói là không quan trọng ở đâu, quan trọng sống với người mình yêu thì ở đâu cũng được. Wow. So, what are you feeling when you hear your wife talking like that? Yeah, she looks beautiful. I know, but when she told you that she ready to move to Indian to live with you. Mm-hmm. So, see, it was. What did you think when you hear she told you the thing like that? No, first time when she came over here, I was a little bit shocked because we were just chatting and I said, "Why, well, if you want to visit India?" And she said, "Yes," and I was like, "Okay." And then said, okay, sent her a ticket, and I was open to the idea that different belonging to different countries, belonging to different cultures. I'm a Hindu, but I don't follow too much of religious thing in my country. I do what is necessary for my family. As myself, I just believe in something. You do good to people, you get good things back. What we believe in karma. Wow. So when I met her, it was like I found the right person after so long. Wow. So, vậy thì ấn tượng đầu tiên của chị khi mà chị đến Ấn Độ và khi gặp gia đình ảnh là như thế nào? Lúc đầu gặp ảnh ở sân bay ấy, chị hơi bị thất vọng một chút xíu. Tại vì ảnh đi một dép lào, mặc áo thun bình thường ra sân bay đón chị. Chị nói trời ơi, nhìn hơi bị thất vọng một chút xíu. Nhìn kiểu quá đơn giản á, quá quá bình dân á. Ánh là một con người rất là đơn giản. Dạ. Thì có phải cái đó là, có phải là ảnh thử chị không, hay là ảnh là con người vậy rồi? Không, đó chính là con người của anh ấy.
anh sống rất là đơn giản, rất là kín đáo. Anh không muốn cho mọi người biết anh đi đâu, anh làm cái gì. Cho nên lúc đầu á, chị qua đây á, đi đâu, anh đưa chị đi đâu, chị cũng quay video rồi post hình lên Facebook. Chị muốn chia sẻ cho bạn bè và gia đình ở người thân biết cuộc sống của chị ở Ấn Độ như thế nào. Lúc đầu anh không thích, tại vì anh nói anh không muốn mọi người biết về cuộc sống riêng tư của anh. Nhiều khi anh đi du lịch nước ngoài mà anh còn không chụp một tấm hình nào luôn, vậy đó. Anh nói là anh tận hưởng cuộc sống của anh theo cách riêng của anh, không cần ai phải biết cả. Vậy thì chị có giải thích cho anh là tại sao mà mình lại thích chụp hình lại, mình thích share cái những cái khoảnh khắc của mình với lại những cái người xung quanh không? Chị có giải thích với anh về rồi, cái điều đó mà chị có giải thích là rất là nhiều người chưa hiểu hết về cuộc sống ở Ấn Độ. Cho nên là chị muốn chia sẻ cuộc sống của thường ngày thực tế của chị ở đây luôn. Đi đâu làm cái gì để cho mọi người hiểu rõ hơn, có một cái nhìn, một góc nhìn khác, một khía cạnh khác về cuộc sống ở Ấn Độ hiện nay. Chứ nhiều khi họ chỉ coi qua phim ảnh hoặc là mạng xã hội thì nhiều khi họ muốn giật tít câu like gì đó. Cho nên là chị muốn là người kết nối giữa hai đất nước Việt Nam và Ấn Độ cho mọi người hiểu hơn về cuộc sống ở Ấn Độ. Và ở đây chị đi đâu chị cũng rất là tự hào người Việt Nam. Chị giới thiệu món ăn Việt Nam cho các bạn bè gia đình ở đây, mọi người rất thích món ăn Việt Nam của chị. Chị, vậy thì lần đầu tiên mà chị ra mắt gia đình của anh thì chị có cảm xúc như thế nào? Chị có gặp khó khăn gì hay không? Lúc đầu á, hai tụi chị rất là lo lắng luôn. Anh còn ghi ra một cuốn sổ những câu nào, những cái gì để chuẩn bị để giới thiệu chị với mẹ anh. Tại vì đa số các phụ huynh người Ấn Độ không bao giờ muốn con mình kết hôn với người nước ngoài. Họ vẫn giữ rất là truyền thống. Ấn Độ vẫn còn kiểu hôn nhân sắp đặt, vẫn kết hôn rất là sớm, lớn lên là hai bên gia đình, rồi mai mối, cùng tầng lớp, cùng trình độ văn hóa, cùng cộng đồng, nói chung là kiểu môn đăng hộ đối ấy. Thì cái cuộc hôn nhân của đầu tiên của anh với người vợ Ấn Độ là như vậy, là do mẹ chọn, mẹ chỉ định. Cho nên là khi mà mẹ đã chọn con dâu Ấn Độ mà con trai của mình không hạnh phúc, cho nên bây giờ mẹ nói là con đủ trưởng thành, đủ lớn và tự quyết định cho cuộc đời của mình, con yêu ai, con lấy ai đó là quyền của con. Và mẹ còn nói là hai con cứ sống với nhau đi, khi nào muốn kết hôn thì nói với mẹ nha. Hai người bất ngờ quá. Chắc lúc đó chị hạnh phúc lắm ha chị? Hạnh phúc lắm, tại vì lúc đầu á, chị đến nhà anh á là chị bị choáng ngợp. Lúc đầu đến gặp là chị choáng ngợp về điều gì ạ? Tại vì khác xa với gia đình mình ở Việt Nam quá. Tất cả mọi thứ luôn, đi vào, nói chung là tại vì nhà anh có cái miếng đất hơn 20 ngàn mét vuông á, vừa để ở và vừa để kinh doanh resort, tiệc cưới luôn. Cho nên khi mà đi vào đến nhà, mấy lượt cửa luôn, rồi bảo vệ, rồi cả chục người giúp việc. Rồi mẹ anh nhìn rất là kiểu người phụ nữ quyền lực á, nên hơi bị sợ. Quyền lực. Kiểu hơi bị sợ á, nhưng mà khi tiếp xúc thì bà rất là tình cảm. Rất là tình cảm, rất là chân thành. Đó, nên là từ đó là chị cảm thấy gần gũi hơn. Vậy thì chuyến đi Ấn Độ lần đầu tiên của chị thì nó kéo dài bao lâu? Chị ở lần đầu tiên là 20 ngày. Sau đó là chị về Việt Nam. Thì lúc đó còn ngượng ngùng, không có nói với nhau nhiều. Thì về đến lúc anh nói tại sao em muốn ở lại, tại sao em không nói anh. Chị nói là anh là đàn ông thì anh muốn em ở lại thì anh phải nói em ở lại chứ sao em nói được. Rồi xong hai người nhớ nhau quá, anh lại đặt tiếp vé chị quay lại Ấn Độ thêm 3 tháng. Thôi dễ thương quá. Vậy còn thì bây giờ em còn phía gia đình của chị thì sao? Phía gia đình của chị khi mà nghe chị quen với một anh người Ấn Độ thì có lo lắng không? Có phản đối gì không? Trong gia đình thì chị thân với mẹ nhất. Còn các anh chị em thì ai cũng có gia đình riêng hết rồi, thì chị không có tâm sự nhiều. Và chị cũng đủ trưởng thành và đưa ra những quyết định cho cuộc đời của chị. Chị thân mẹ nhất nên mẹ luôn luôn tin tưởng và ủng hộ chị. Mẹ là người tin tưởng, yêu thương chị vô điều kiện, luôn tin tưởng chị tuyệt đối vào những quyết định của chị luôn. Nên mẹ ủng hộ chị hết mình. Mẹ chị không có ngăn cản gì hết. Mà mẹ chị lại có cái ấn tượng rất là tốt với người Ấn Độ luôn. Wow. Vậy thì em biết là sau khoảng thời gian